Mặc dù cái chiều dài của chiếc xe, chiều dài tổng thể của chiếc xe nó nhỏ hơn so với X6 hay là GLE Coupe, thậm chí mặc dù chung mâm với lại X4 hay là GLC Coupe, nhưng mà cái chiều dài của nó vẫn nhỏ hơn một tí. Nhưng một cái điểm khác biệt ở đây chính là cái phần chiều dài cơ sở. Đây là cái bộ sạc của chiếc xe. Cái thứ mà sẽ giúp chúng ta thay vì đổ xăng thì sẽ giúp cho nó hoạt động bằng năng lượng điện. Xin chào mọi người. Nhắc đến Mustang, những người yêu máy bay chiến đấu sẽ nghĩ ngay tới dòng B-51 Mustang của Mỹ đã từng tung hoành trên bầu trời thời Thế chiến thứ hai, hay là những người yêu động vật thì sẽ nghĩ ngay tới loài ngựa có tên là Mustang sống ở vùng Bắc Mỹ. Nhưng với những người yêu xe hơi thì sao ạ? Nhắc tới Mustang, người ta sẽ nghĩ ngay tới một cái mẫu xe gọi là mẫu xe cơ bắp Mỹ, Ford Mustang. Và trong video ngày hôm nay sẽ là một cái video rất là đặc biệt của Xe Đời Sống mang đến cho quý vị và các bạn, đó là giới thiệu một chiếc xe Ford Mustang. Nhưng không phải là những chiếc Ford Mustang Coupe thể thao bình thường mà chúng ta thường thấy, mà là một chiếc Ford Mustang SUV chạy hoàn toàn bằng điện và là chiếc xe điện đầu tiên của Ford, cũng như là chiếc xe điện đầu tiên đang có mặt tại Việt Nam hiện nay. Nói sơ qua một chút thì Ford Mustang Mach-E được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019 và chính thức bán đến tay khách hàng vào những cái tháng cuối cùng của năm 2020. Và tại thị trường Mỹ thì Ford Mustang Mach-E bán ra với 5 cái phiên bản, và cái phiên bản đứng bên cạnh mình ngày hôm nay chính là cái phiên bản cao cấp nhất, phiên bản GT Performance Edition. Xét ở cái thiết kế tổng quan của chiếc Ford Mustang Mach-E này, các bạn có thể thấy nó là một chiếc SUV mang cái vóc dáng của dòng xe Coupe, cho nên nó sẽ có một cái ngoại hình nó năng động và thể thao. Nhưng mà một cái điều đáng tiếc là chiếc xe này lại tập trung quá nhiều vào những cái đường nét bo tròn mềm mại, khiến cho chiếc xe nó trở nên nó không có được mạnh mẽ và cứng cáp cho lắm. Ở cái phần đầu xe, một cái điểm để chúng ta có thể phân biệt giữa cái chiếc Ford Mustang Mach-E, những cái phiên bản thường, so với cái phiên bản GT hay là GT Performance nằm ở cái bộ lưới tản nhiệt giả ở đây. Với GT và GT Performance thì cái bộ lưới tản nhiệt này sẽ được sơn màu đen kết hợp cùng với những cái họa tiết được làm chìm, giúp cho chiếc xe nó trở nên nó nổi bật hơn. Và ở đây sẽ có một cái logo con ngựa, và cái logo này khi chúng ta mở xe thì nó sẽ tự động nó phát sáng ở xung quanh. Nếu như các bạn là người đam mê những cái dòng xe cơ bắp Mỹ, đặc biệt là Ford Mustang, thì các bạn sẽ để ý một cái chi tiết rất là thú vị là cái lưới tản nhiệt của những cái dòng xe Ford Mustang được thiết kế theo cái dạng là hình lục giác. Và trên những cái chiếc Ford Mustang mà chạy bằng cái động cơ đốt trong thì nó sẽ được thiết kế góc cạnh hơn và mạnh mẽ hơn. Nhưng trên cái chiếc Mustang Mach-E này thì các bạn có thể thấy nó vẫn giữ nguyên cái thiết kế là hình lục giác, nhưng mà tất cả các cái chi tiết góc cạnh nó đều được bo tròn giống như cái ngoại hình của chiếc xe vậy. Và ở cái phần đèn xe phía trước được làm mỏng sử dụng cái công nghệ đèn LED và được chia thành 3 khoang khác nhau. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái chi tiết là cái hộp hút gió mang cái tính khí động học, và mình cảm thấy là đây là cái chi tiết mà nó mạnh mẽ nhất ở cái phần đầu xe, khi mà nó được trang bị một cái thanh ngang chạy ngang qua như thế này, nó làm cho chiếc xe nó đỡ đi một cái chút nào gọi là nữ tính và nó cứng rắn hơn một xíu. Và ở cái phần cản trước của xe cũng được sơn đen, và cái phần khe hút gió này khi mà chúng ta chạy thì nó sẽ mở ra. Với một số người thì người ta sẽ có một cái góc nhìn là xe điện thì không cần thiết phải có những cái khe tản nhiệt, nhưng mà không, cái quan niệm đó là sai, bởi vì khi mà chúng ta vận hành thì cái cục pin và cái động cơ điện nó sẽ nóng lên, và nhờ cái chi tiết này nó sẽ giúp hạ cái nhiệt độ của cái nguồn pin xuống và giúp cho cái nguồn pin đó nó hoạt động với cái công suất nó được tối ưu hơn. Trên một chiếc xe thì cái chi tiết mà làm cho mình có cảm xúc nhất đó chính là cái bộ mâm. Và mình nghĩ rằng sẽ có rất rất nhiều người cùng cái quan điểm của mình, thì mình cảm thấy Ford Mustang Mach-E phiên bản GT Performance đã làm rất tốt việc đó khi trang bị cho chiếc xe một cái bộ mâm 20 inch với cái thiết kế là đa chấu và cắt xéo. Và cái bộ mâm này nó đi trong cái size lốp là 245/50R20 và sử dụng cái lốp của Pirelli. Và ở phía trên đây, một cái chi tiết rất là quan trọng giúp cho chiếc xe có thể vận hành được, đó chính là cái nơi để chúng ta có thể sạc điện. Một cái điểm rất là thú vị mà mình nghĩ rằng những ai mà mới lần đầu tiếp xúc với chiếc xe này sẽ trở nên rất là bối rối, vì chúng ta không tìm thấy bất cứ một cái điểm nào để mở cửa xe. Và mình cho rằng đây là một cái thiết kế nó vừa tinh tế và vừa toan tính của Ford.
Nếu như trước đây chúng ta đã quá quen thuộc với cái tay nắm cửa nằm ở vị trí này thì Ford đã loại bỏ nó và giúp cho cái phần thân xe nó trở nên tối ưu hóa tính khí động học hơn. Và ở một số mẫu xe khác thì người ta lại làm cái thiết kế là cái phần tay nắm cửa âm ở bên dưới cái phần cửa xe. Thì cái thiết kế này á, nó sẽ làm cho tổng quan nhìn từ phía ngang của xe nó trở nên nó có một cái điểm khuyết nào đó. Và Ford, tại sao mình nói là rất tinh tế và rất toan tính khi mà đặt cái vị trí mở cửa nằm ở đây. Nó chỉ là một cái nút bấm đơn giản thôi, nhưng mà nó được làm đồng tông màu với trụ B và trụ C, giúp cho chúng ta khi nhìn từ xa chúng ta sẽ không thấy được đâu là cái vị trí mở cửa, làm cho cái tổng thể phần thân xe nó trở nên nó nguyên vẹn hơn và nó không có cái điểm khuyết. Và cái chi tiết này nó cũng có một cái điểm rất là hay, đó là nó tăng cái tính thời trang cho chiếc xe. Đấy, bấm vô là nó sẽ tự mở ra để chúng ta kéo ra. Và khi đóng lại là chúng ta mạnh tay đóng vào. Chiếc xe không có cửa hít ạ. Và ở đây là một cái chi tiết rất quen thuộc trên những cái dòng xe Ford, là cái mật mã để chúng ta có thể mở cửa mà không cần có chìa khóa ở bên cạnh. Ford Mustang Mach-E là một chiếc SUV coupe. Chiếc xe này có cái chiều dài tổng thể của nó là 4m7 42. Và để so sánh một cách đơn giản thì cái chiếc Ford Mustang Mach-E này nó sẽ nhỏ hơn so với cái mẫu BMW X6 và GLE Coupe, và nó sẽ chung mâm với cái mẫu BMW X4 và GLC Coupe. Nhưng mà nó có một cái điểm rất là thú vị trong cái thiết kế này, và cái điểm đó mình sẽ giới thiệu bên trong phần nội thất. Các bạn hãy cố gắng xem hết video nhé. Ở phần đuôi xe của Ford Mustang Mach-E phiên bản GT Performance thì nó cũng tương tự với tổng thể của chiếc xe, là nó không có quá nhiều cái đường nét mà nó gân guốc. Và cái điểm nhấn nổi bật nhất trên chiếc xe này đó chính là cái cụm đèn hậu phía sau. Nó được thiết kế theo kiểu là ba cái khoang LED đặt dọc và nằm tách biệt với nhau, kéo dài vào bên trong. Nó tạo ra một cái điểm nhấn và cái sự bắt mắt. Và một cái chi tiết thiết kế rất là thú vị, khi mà chúng ta nhìn từ phía ngang nhìn tới thì chúng ta sẽ thấy hai cái phần hốc bánh xe ở hai bên đây. Đấy, nó sẽ được mở rộng ra. Và cái phần mui xe thì nó sẽ được nằm hẹp hơn. Nó giúp cho cái góc nhìn của ta làm có cảm giác chiếc xe nó trở nên nó bệ vệ và nó rộng rãi hơn. Nhưng mà nó lại khiến cho chúng ta sẽ có cảm giác như là cái bên trong khoang nội thất nó sẽ chật hẹp hơn. Và nó có chật hẹp không thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm. Bên dưới phần cản sau của xe cũng được sơn đen kết hợp cùng với những cái khoe khích tán khí động học. Và chiếc xe này thì được giấu các ống bô đi rất là kỹ. Mình nói giỡn thôi chứ xe điện thì làm gì mà có ống bô để mà giấu. Bên trong khoang nội thất của chiếc Ford Mustang Mach-E được thiết kế với một cái phong cách nó vô cùng tối giản. Và tổng quan cái màu sắc ở đây được Ford gọi với một cái tên rất là mỹ miều là Performance Grey Acid X. Và kết hợp với những cái đường chỉ khâu màu cam, nó làm nổi bật lên cái sự thể thao của chiếc xe. Và trên chiếc xe này á, sẽ được trang bị một cái màn hình trung tâm với cái kích thước 15,5 inch. Và cái màn hình này nó cũng được trang bị cái hệ thống CNC thế hệ mới nhất của Ford. Và tất cả những cái chi tiết hầu như sẽ bị tối giản hoàn toàn. Những cái nút bấm ở khu vực điều khiển trung tâm đều được đưa vào trong cái màn hình cảm ứng này. Chúng ta sẽ chỉ có duy nhất những cái nút bấm ở trên cái vùng vô lăng, cũng như là ở cái phím phanh tay điện tử. Và ở đây cái phần cần số cũng sẽ được làm theo cái dạng là núm xoay. Và ở đằng sau cái cụm vô lăng là một cái bảng đồng hồ với cái kích thước là 10,25 inch. Thì cái bảng đồng hồ này nó sẽ hiện tất cả những cái thông tin quan trọng, ví dụ như là cái số phần trăm pin còn lại của chiếc xe. Nó cũng hiển thị thêm tất cả những cái thông tin như là số BRND để cho chúng ta đỡ có bị lộn khi mà chúng ta đang vận hành chiếc xe. Và ở cái khu vực bệ đi tay trung tâm ở đây cũng đã được lược bỏ hết và để một cái không gian nó phải gọi là rất là thoáng đãng. Và chiếc xe này cũng được trang bị cái hệ thống âm thanh giải trí là 10 loa B&O, trong đó là có 9 loa và 1 loa siêu trầm. Nó sẽ mang đến cái trải nghiệm âm thanh cực kỳ tốt cho những khách hàng mà thích nghe nhạc. Còn với những cái phiên bản thấp của Mach-E thì sẽ được trang bị 6 cái loa thường, thì cái chất âm của nhạc phát ra thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ không hay bằng so với trên cái phiên bản GT và GT Performance Edition. Lúc nãy thì mình có nói một cái chi tiết rất là đặc biệt trên cái chiếc Ford Mustang Mach-E này, thì mặc dù cái chiều dài của chiếc xe, chiều dài tổng thể của chiếc xe nó nhỏ hơn so với X6 hay là GLE Coupe,
Thậm chí mặc dù chung mâm với lại X4 hay là GLC Cup B, nhưng mà cái chiều dài của nó vẫn nhỏ hơn một tí. Nhưng một cái điểm khác biệt ở đây chính là cái phần chiều dài cơ sở. Chiều dài cơ sở của chiếc xe lên tới 2984mm, nghĩa là nó rộng hơn so với X6 hay là thậm chí là GLE Cup B. Chính vì vậy cho nên là cái phần không gian ở phía sau của chiếc xe ngồi rất là thoải mái. Cái phần vị trí để chân này á, là do cái phần ghế ở trước nó đã lùi xuống khi mà chúng ta tắt máy xe để dễ dàng bước ra hơn, cho nên là cái phần không gian để chân của mình nó mới còn bấy nhiêu. Chứ nếu mà ngồi đúng cái tư thế ngồi khi mà mình lái á, thì cái phần không gian phía sau của nó rất là rộng. Và chiếc xe này á, cũng được trang bị một cái hệ thống cửa sổ trời tầm cảnh panorama, cho nên là không gian của người ngồi ở hàng ghế phía sau sẽ cảm thấy rất là thoải mái và không có một cái cảm giác nào gọi là bị ngợp hay là bị ngạt cả. Đây là một cái chi tiết thiết kế mà mình đánh giá cực kỳ cao cái đội ngũ thiết kế của Ford Mustang khi mà thiết kế ra một chiếc xe mà nó có cái chiều dài tổng thể nó nhỏ nhưng mà nó lại kéo dài được cái phần chiều dài trục cơ sở, giúp cho những người ngồi bên trong sẽ cảm thấy rất là thoải mái trong những cái chuyến đi dài. Thế khi chúng ta sử dụng một chiếc xe điện là chúng ta sẽ có nhiều hơn cái khoảng không gian để mà chứa đồ. Ngoài cái khoang chứa đồ ở phía sau thì ở đằng trước chúng ta cũng có một cái hộc để đồ ở phía trước và có thể để vừa một cái vali nhỏ hoặc là một số cái đồ đạc đơn giản. Và với một cái phiên bản gọi là cao cấp nhất của cái dòng Mustang Mach-E này thì chiếc xe này hội tụ đủ tất cả những cái tinh hoa mà Ford mang lại. Chiếc xe sử dụng cái nguồn pin với cái dung lượng là 88 kWh và sử dụng cái động cơ điện với cái công suất là 480 mã lực. So với cái phiên bản GT thông thường thì cái chiếc xe này nó sẽ cao hơn 21 mã lực. Và so với những cái mẫu Ford Mustang mà chạy bằng cái động cơ đốt trong thì cái công suất này nó cũng chưa có gì gọi là quá nổi bật, đúng không ạ? Và một cái điểm nổi bật hơn hết, mà ấn tượng hơn hết, đó chính là cái phần mô men xoắn. Mô men xoắn của chiếc xe này nó lên tới 860 Nm và nó cao hơn rất nhiều so với những cái mẫu Mustang đang bán hiện tại, cũng như là nó có thể sánh ngang với những cái mẫu siêu xe thể thao. Và cái sức mạnh của chiếc xe này sẽ được truyền xuống cái hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian EADD. Và với một cái chiếc xe mà có thể nói là hiệu năng nó không quá cao nhưng mà cũng gọi là cao, thì chiếc xe sẽ được trang bị cái bộ phanh hiệu suất cao đến từ thương hiệu Brembo với cái đĩa phanh phía trước có cái kích thước lên tới là 19 inch, giúp tăng cái sự hiệu quả khi chúng ta phanh chiếc xe ở những cái dải tốc độ cao. Và trên chiếc xe này cũng sử dụng cái hệ thống treo tự tính MagDrive, giúp cho chiếc xe nhẹ nhàng hơn khi mà di chuyển chậm và ổn định hơn khi mà chúng ta chạy với tốc độ cao. Vâng, và đây là cái bộ sạc của chiếc xe. Cái thứ mà sẽ giúp chúng ta thay vì đổ xăng thì sẽ giúp cho nó hoạt động bằng năng lượng điện. Và trên chiếc xe này á, khi mà chúng ta sạc đầy thì chúng ta có thể di chuyển với một cái quãng đường nó lên đến khoảng 380 km, và đó là thông số mà bên nhà sản xuất đưa ra mà thôi. Còn trên cái quá trình vận hành thực tế thì mình nghĩ cái con số đó nó sẽ không tới cái mức là khoảng 380 km đâu. Và đây là cái vị trí mà chúng ta sẽ cắm cái phần dây điện này vào để sạc pin cho chiếc xe. Hiện tại thì chính phủ đang có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi giảm thuế cho những cái dòng xe điện mà sẽ lăn bánh tại thị trường Việt Nam. Chính vì vậy mà khi sở hữu một cái chiếc xe thuần điện thì chúng ta sẽ giảm đi rất là nhiều chi phí để lăn bánh nó so với một chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong. Cũng như là rất cảm ơn bên phía Việt Mỹ Ô tô đã hỗ trợ phương tiện để Xe Đời Sống có thể thực hiện cái video này và mang đến những cái mẫu xe độc lạ nhất cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.